Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cùng các đại biểu thuộc tổ bầu cử số 1, đoàn đại biểu Quốc hội Hà Nội tiếp xúc cử tri ba quận Hoàn Kiếm, Tây Hồ, Ba Đình. Cuộc tiếp xúc cử tri diễn ra trước thềm kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa 14 sẽ bắt đầu vào đầu tuần tới, dự kiến diễn ra vào ngày 20 tháng 10. Nhận xét Hà Nội có nhiều việc chậm và chậm thật, nhưng Tổng Bí thư tin tưởng và kỳ vọng vào đội ngũ nhân sự mới của Hà Nội sẽ giúp thủ đô có bước phát triển tốt đẹp hơn. Trong bài phát biểu của mình, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng điểm lại một số việc ở Hà Nội triển khai chậm chạp quá, như sông Tô Lịch bao nhiêu năm vẫn đen ngòm, bãi rác Nam Sơn mãi chưa thể giải quyết được, đường sắt trên cao để nhắc mãi, hay nhà 8B Lê Trực xây quá tầng mãi không phạt được. Theo Tổng Bí thư, thủ đô, bộ mặt của quốc gia, trung tâm kinh tế, đầu não chính trị, quan hệ quốc tế. Vì thế, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhân dân Hà Nội là phải làm thế nào để xứng đáng với vị trí vai trò ấy. Hà Nội phải làm gương cho cả nước học tập. Tổng Bí thư đặt niềm tin vào những nhân sự mới của thủ đô sau quyết định của Bộ Chính trị và kết quả bầu ban chấp hành nhiệm kỳ khóa mới tại Đại hội lần thứ 17. Đảng bộ thành phố Hà Nội vừa kết thúc vào ngày hôm qua. Cán bộ lãnh đạo Hà Nội cũng phải có bản lĩnh, phải có trí tuệ, phải có phương pháp, đặc biệt là đoàn kết và phải huy động được sức dân. Dân đoàn kết ủng hộ mới làm được. Đoàn đại biểu Quốc hội Hà Nội cũng phải làm gương để đóng góp vào với Quốc hội cho có chất lượng. Nhưng đồng thời phải làm thật tốt cái trách nhiệm của đoàn đại biểu Quốc hội để xứng đáng là đoàn đại biểu Quốc hội của thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, văn hiến và anh hùng. Và muốn như thế thì phải có cái nền là nhân dân, là cử tri, đây là đại diện cho nhân dân. Từng quận, từng huyện, từng phường đều có trách nhiệm xây dựng thủ đô và xây dựng đất nước. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, phát triển kinh tế quan trọng nhưng còn các mặt khác, Hà Nội cần cố gắng phát triển mạnh hơn nữa, nhất là vấn đề quy hoạch, quản lý, xây dựng đô thị. Hà Nội phải cố gắng hơn nữa, vừa thấy thuận lợi, vừa thấy khó khăn để xây dựng thủ đô giàu đẹp, văn minh, hiện đại, đặc biệt về văn hóa, ít nơi nào có được. Đồng thời, Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị phải giáo dục, khích lệ, nêu cao tinh thần yêu nước, yêu thủ đô Hà Nội, trách nhiệm với thủ đô Hà Nội. Là những thông tin về sự cố sạt lở thủy điện Rào Trăng 3. Và vào sáng nay ngày 14 tháng 10 thì trực thăng của sư đoàn 372 đã cất cánh vào khu vực sạt lở để thị sát hiện trường và đồng thời thả hàng cứu trợ cho công nhân bị mắc kẹt ở khu vực này. Vâng, và đoạn clip ngay dưới đây được cho là hình ảnh đầu tiên ghi lại ở khu vực trạm kiểm lâm tiểu khu 67, ban quản lý rừng phòng hộ sông Bồ ở xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế. Nơi đây được cho là căn nhà tá túc qua đêm ngày 12 tháng 10 của đoàn 21 người của quân khu 4 tỉnh Thừa Thiên Huế và Ủy ban Nhân dân huyện Phong Điền khi vào cứu hộ những công nhân thủy điện Rào Trăng 3 gặp nạn. Tàn hoang là những cảm nhận đầu tiên tại hiện trường vụ sạt lở ở trạm quản lý bảo vệ rừng 67 do một người đã đến hiện trường được vào chiều từ ngày 13 tháng 10 ghi lại bằng điện thoại. Tất cả đều bị vùi lấp dưới những lớp đất đá và cây rừng. Đáp lại là những tiếng hú, tiếng hô còn ai không của lực lượng tìm kiếm chỉ là sự im lặng. Sáng nay, ngày 14 tháng 10, báo cáo nhanh tại cuộc họp Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai ứng phó với bão số 7 và mưa lũ ở miền Trung. Ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai, tìm kiếm cứu nạn cho biết hiện tại việc tiếp cận hiện trường vụ sạt lở đất ở khu vực trạm bảo vệ rừng 67 và thủy điện Rào Trăng 3 đang rất khó khăn do khối lượng đất đá bị sạt lở, khó tiếp cận. Khoảng 13 giờ, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế dùng cano đưa 19 người từ Thủy điện Rào Trăng 4 theo đường sông Bồ về Hồ Thủy điện Hương Điền ở xã Hương Bình, thị xã Hương Trà. Sau đó, cano quay vào Thủy điện Rào Trăng 4 để tiếp tục cứu hộ, đưa người bị nạn ra ngoài. Hiện trường vụ cứu hộ đang có gần 650 ca khảo sát hiện trường và tiếp tế lực lượng cứu hộ bên dưới. Đến trưa nay, hàng trăm ô tô, máy xúc, máy ủi, cano, 3 máy bay trực thăng tham gia tại trạm cứu nạn kiểm lâm số 67, sau đó tiếp tục san gạt đất đá sạt lở để tiếp cận thủy điện Rào Trăng 3. Thưa quý vị và các bạn, theo Văn phòng Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cho hay, đoàn cứu hộ gặp nạn gồm 21 người và hiện tại 8 người đã thoát được ra ngoài và 13 người thì hiện đang mất tích, trong đó có Phó Tư lệnh Quân khu 4, Thiếu tướng Nguyễn Văn Man và 10 cán bộ quân đội, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Phong Điền và một phóng viên từ Cổng Thông tin Điện tử. Vâng, liên quan đến công tác tiếp cận hiện trường, tìm kiếm các nạn nhân, thì đại diện lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết
Vào sáng ngày 14 tháng 10, thì Ban Chỉ đạo Tìm kiếm Cứu nạn tỉnh đã họp để tiếp tục công tác cứu hộ cứu nạn tại Thủy điện Rào Trăng. Mục tiêu để tiếp cận, tìm kiếm cứu hộ cứu nạn là trạm quản lý rừng tiểu khu 67 và Thủy điện Rào Trăng 3, 4 và Thủy điện Alin 31, B1, B2. Và hướng tiếp cận từ 3 mũi đó là máy bay trực thăng, đường thủy và cả đường bộ. Và xin được tiếp tục với một thông tin khác. Hai ngày qua, bên cạnh việc tiếp cận ứng cứu cho Thủy điện Rào Trăng 3 tại xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế, lực lượng cứu hộ thì cũng đang nỗ lực để kết nối với Thủy điện Alin B2. Và hôm nay ngày 14 tháng 10 thì 19 người là công nhân mắc kẹt ở nhà máy Thủy điện Rào Trăng 4 đã được cano đưa về bờ. Tương tự 14 người của Thủy điện Alin B2 cũng đã kết nối được liên lạc. Ông Phan Thiên Định, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết 19 người trên là công nhân đang mắc kẹt ở nhà máy Thủy điện Rào Trăng 4 đã được lực lượng chức năng đưa bằng cano về bờ. Sức khỏe của nhóm này tạm ổn. Họ sẽ được lực lượng cứu hộ đưa về thành phố Huế để bàn giao lại cho công ty chủ quản. Đội cứu hộ cũng đưa một thi thể ở khu vực Thủy điện Rào Trăng 4 trở về. Thi thể được đưa vào Bệnh viện Đa khoa Bình Điền thuộc thị xã Hương Trà để giám định, thực hiện các thủ tục chứng từ theo quy định. Hồi 16 giờ chiều nay, thì đại diện Thủy điện Alin B2 cho biết đã liên lạc được với 14 người của đơn vị này qua sóng điện thoại. Tất cả mọi người đều an toàn và cho biết lương thực thực phẩm vẫn đủ để dùng trong 2 ngày tới. Ngoài ra, người đại diện Thủy điện này cũng cho biết toàn bộ nhân viên Thủy điện Alin B1 cũng an toàn. Trong khi đó, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết 19 công nhân đang mắc kẹt ở nhà máy Thủy điện Rào Trăng 4 đã được lực lượng chức năng đưa bằng cano về bờ và sức khỏe của nhóm này đã dần tạm ổn. Thưa quý vị và các bạn, và liên quan đến công tác cứu hộ cứu nạn của các công nhân Thủy Rào Trăng 3, và một ngày trước thì Công an tỉnh Thừa Thiên Huế điều cano đến 5 công nhân bị thương từ Thủy điện Rào Trăng 4 về Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Điền để chăm sóc sức khỏe. Và theo nguồn tin của Chào Buổi Tối ngày hôm nay thì 5 công nhân này di chuyển từ Thủy điện Rào Trăng 3 qua Rào Trăng 4 sau vụ sạt lở. Và trong số này thì có 4 người quê ở Quảng Trị, 1 người quê ở Hà Tĩnh. Và sau khi được chăm sóc sức khỏe, các công nhân này đã ổn định. Giờ chỉ có 1 người bị thương nặng ở chân. Vâng, cũng trong chuyến bay thị sát vào sáng nay tại khu vực hiện trường sạt lở Thủy điện Rào Trăng 3, ghi nhận nhiều khu vực sạt lở rất là nghiêm trọng. Do nhiều mây nên dù bay ở độ cao từ 500 cho đến 600 mét thì vẫn quan sát không hề thuận lợi một chút nào cả. Và suốt quá trình bay thì đoàn bay chỉ ghi nhận nhóm người nhiều nhất là 3 thành viên, trong đó 2 người. Lực lượng đã thả nhu yếu phẩm và thiết bị y tế xuống các vị trí sạt lở và cho nhóm người ở bên dưới. Chiều nay và sáng mai các đơn vị bay đang lên kế hoạch bay để tiếp cận hiện trường lại. Vâng, và thưa quý vị, thôn Xuân Tây của xã Hộ Độ, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh có ít nhất là 8 người đang làm việc tại Thủy điện Rào Trăng 3. Vâng, đáng buồn là 3 gia đình nhận được tin dữ từ người thân họ hàng từ Rào Trăng 3 báo về. Còn tại Thanh Hóa thì cũng có rất nhiều gia đình có người thân đang gặp nạn ở Thủy điện Rào Trăng. Giờ đây thì những gia đình này rất quằn quại, xót xa cho những hoàn cảnh và người thân của mình xấu số gặp nạn. Và trong những ngày mưa lũ miền Trung vẫn còn chưa dứt thì đau thương vẫn còn chồng chất. Họ lại phải vào Huế để đón nhận người thân của mình đã phải ra đi. Phiên họp chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 11, nhiệm kỳ 2020-2025 cũng đã được diễn ra. Đại hội có 444 đại biểu chính thức được triệu tập. Hiện công tác đảm bảo an ninh đang được triển khai rất chặt chẽ tại đại hội lần này. Theo ghi nhận, phiên họp chuẩn bị có sự tham gia của ông Nguyễn Văn Nên, Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Chánh văn phòng Trung ương Đảng. Trước đó, ông Nên là người được Bộ Chính trị chỉ định tham gia Ban chấp hành Ban Thường vụ Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2020-2025. Và giới thiệu để Ban chấp hành bầu giữ chức Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2020-2025. Trong sáng 15 tháng 10, Đại hội Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 11 sẽ chính thức được khai mạc. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ thay mặt Bộ Chính trị phát biểu chỉ đạo tại đại hội. Hiện công tác an ninh cũng đang được thắt chặt tại khu vực diễn ra đại hội với nhiều lớp bảo vệ. Theo như thông tin từ ban tổ chức, khu vực diễn ra đại hội lần này sẽ không có sóng điện thoại, đồng thời tất cả các phóng viên đến tham dự đưa tin về đại hội đã được cấp thẻ từ, phải tác nghiệp tại trung tâm báo chí riêng biệt và không được phép mang điện thoại di động. Thưa quý vị, trong khi công tác cứu hộ và khắc phục hoàn lưu của cơn bão số 7 vẫn còn ngổn ngang, thì tin chúng tôi vừa cập nhật đó chính là áp thấp nhiệt đới hình thành ngoài khơi của Biển Đông. Cơn bão số 8 song song với cơn bão số 7 cũng đã mạnh dần lên và sẽ tiếp tục di chuyển vào Biển Đông với tầm ảnh hưởng sẽ từ Đà Nẵng cho đến là thành phố Nha Trang. Các chuyên gia thuộc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cũng đã có sự khuyến cáo về những ảnh hưởng của cơn bão số 8 nếu hình thành, về nguy cơ ngập úng ở khu vực đồng bằng, lũ quét và sạt lở đất. Đặc biệt, cần phải lưu ý lũ thượng nguồn ở các khu vực như là sông Mã, sông Bưởi, sông Ngàn Sâu, sông Ngàn Phố,
có thể lên mức báo động 2 và mức báo động 3 nếu như bão số 8 vẫn giữ cường độ khi vào đến Việt Nam. Bên cạnh đó cũng phải khuyến cáo ngư dân và các thuyền viên nếu xảy ra bão số 8 cần phải lưu ý gió mạnh nguy hiểm giữa vùng biển Đông đối với các tàu thuyền hoạt động. Ngư dân phải thường xuyên theo dõi dự báo thời tiết trên các phương tiện thông tin đại chúng. Bên cạnh đó cần phải quan sát về tín hiệu bầu trời và mặt biển để có thể là nhận biết được về tình hình của thời tiết biển. Thưa quý vị và các bạn, cần phải điều khiển tàu thuyền tránh xa vùng bão áp thấp nhiệt đới có khả năng đi tới. Nếu như tàu thuyền đang nằm ở phía bên phải hướng di chuyển của bão, thì phải cho tàu thuyền chạy theo hướng là ngược chiều gió. Và nếu như tàu thuyền đang nằm ở phía bên trái hoặc ngay trên đường đi của cơn bão áp thấp nhiệt đới đang di chuyển tới, thì quý vị cần phải cho tàu thuyền di chuyển dọc theo hướng của chiều gió. Và cần phải chú ý thêm rằng khi điều khiển tàu thuyền tránh bão áp thấp nhiệt đới trên biển, thì phải luôn luôn giữ khoảng cách cho tàu thuyền cách tâm bão là từ 350 đến 400 km, tương đương với khoảng 200 hải lý. Phương thức lãnh đạo ở Tuyên Quang có nhiều đổi mới, quyết liệt, sáng tạo, gắn liền với kiểm tra, giám sát, giao việc khó, việc mới để thử thách, đào tạo đội ngũ cán bộ. Thời gian tới cần kiên trì xây dựng chỉnh đốn đảng trong sạch, vững mạnh, các quy định về nêu gương cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, giữ vững và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân. Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng đã chỉ đạo như vậy khi tới dự khai mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang ngày hôm nay. Phát biểu chỉ đạo, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng nhấn mạnh, thời gian tới, Tuyên Quang cần nhận thức sâu sắc về miền quê cách mạng, có lịch sử vẻ vang, phấn đấu đưa tỉnh phát triển khá, toàn diện, bền vững trong khu vực miền núi phía Bắc. Thường trực Ban Bí thư đề nghị Tuyên Quang kiên trì xây dựng chỉnh đốn đảng trong sạch, vững mạnh, thực hiện đổi mới tinh gọn bộ máy hiệu lực, hiệu quả, xây dựng đào tạo nguồn cán bộ trẻ, cán bộ nữ một cách bài bản. Tăng cường hơn nữa công tác giám sát kiểm tra của Đảng và công tác phòng chống tham nhũng lãng phí, đổi mới nội dung phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và Đoàn thể Nhân dân đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới để nâng cao hiệu quả giám sát phản biện xã hội, rồi tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền, giữ vững và phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân. Thường trực Ban Bí thư tin tưởng đại hội sẽ sáng suốt, lựa chọn được cán bộ đủ tiêu chuẩn, năng lực, uy tín, trung tâm đoàn kết để tham gia Ban chấp hành Đảng bộ Tuyên Quang nhiệm kỳ 2020-2025. Hôm nay, Đại hội Đảng bộ Tuyên Quang đã bầu Ban chấp hành gồm 48 đồng chí, lấy phiếu giới thiệu nhân sự Bí thư Tỉnh ủy khóa 17 nhiệm kỳ 2020-2025. Sáng nay ngày 14 tháng 10, tỉnh Thái Bình đã khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu lần thứ 20, nhiệm kỳ 2020-2025. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư dự và chỉ đạo đại hội. Đại hội có chủ đề xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, phát huy dân chủ và sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, phấn đấu xây dựng Thái Bình trở thành tỉnh phát triển trong khu vực đồng bằng sông Hồng. Báo cáo nhấn mạnh, 5 năm qua, kinh tế của Thái Bình liên tục tăng trưởng khá và toàn diện trên các lĩnh vực, tạo được những dấu ấn nổi bật. Tổng sản phẩm GDP bình quân 5 năm 2016-2020 ước tăng 9% một năm, vượt mục tiêu Đại hội 19 đề ra 8,6% một năm. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, đúng hướng. Báo cáo chính trị đặt mục tiêu xây dựng Thái Bình đến năm 2020 trở thành tỉnh phát triển khá, đến năm 2030 theo kịp nhóm dẫn đầu, và đến năm 2045 là tỉnh phát triển trong khu vực đồng bằng sông Hồng. Sáng nay, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Thuận lần thứ 14 nhiệm kỳ 2020-2025 cũng đã chính thức được khai mạc. Có 349 đại biểu chính thức tham dự đại hội, trong đó có 48 đại biểu đương nhiên và 301 đại biểu được bầu, đại diện cho hơn 37.000 đảng viên toàn đảng bộ tham dự đại hội. Trong nhiệm kỳ vừa qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bình Thuận đã hoàn thành tốt chỉ tiêu nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra. Nhiệm kỳ 2020-2025, tỉnh Bình Thuận phấn đấu GDP tăng bình quân 7-7,5% một năm, năng suất lao động xã hội tăng bình quân hơn 6%. Đến năm 2025, tỉnh phấn đấu thu nhập bình quân đầu người đạt 4.200-4.400 đô la Mỹ. Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Đại tướng Lương Cường nhấn mạnh, Bình Thuận phải tranh thủ thời cơ đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo, phát huy tốt hơn, hiệu quả hơn, tiềm năng, thế mạnh, vị trí địa lý và khả năng kết nối liên vùng để phát triển toàn diện, phát triển kinh tế phải gắn chặt với tiến bộ và công bằng xã hội, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội. Đại hội sẽ được diễn ra đến hết ngày 16 tháng 10 tới đây. Cùng với 12 tỉnh thành phố khác trên cả nước, sáng ngày hôm nay, tỉnh Đắk Lắk cũng đã khai mạc phiên chính thức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 17, nhiệm kỳ 2020-2025.
Dự đại hội có 349 đại biểu và đại diện cho gần 81.000 đảng viên toàn đảng bộ. Đồng chí Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao đã về dự và chỉ đạo đại hội. Trong nhiệm kỳ 2015-2020, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân của Đắk Lắk đạt 8,75% một năm, thu ngân sách tăng bình quân 19% một năm, đưa tổng thu cân đối ngân sách 5 năm đạt 30.679 tỷ đồng. Thu nhập bình quân đầu người năm 2020 ước đạt 54,55 triệu đồng. Phát biểu chỉ đạo đại hội, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh yêu cầu tỉnh Đắk Lắk tiếp tục phát huy tiềm năng, lợi thế, đẩy mạnh phát triển kinh tế theo hướng bền vững, có cơ cấu và hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, ưu tiên nguồn lực đầu tư xây dựng thành phố Buôn Ma Thuột sớm trở thành đô thị trung tâm vùng Tây Nguyên. Với tầm nhìn trở thành trung tâm của tam giác phát triển Việt Nam, Lào, Campuchia và rộng hơn là tiểu vùng Mekong. Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ 17 sẽ bế mạc vào chiều mai. Thưa quý vị, sáng nay ngày 14 tháng 10, Đại hội Đảng bộ thành phố Hải Phòng lần thứ 16, nhiệm kỳ 2020-2025 đã chính thức khai mạc. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã tham dự và phát biểu chỉ đạo đại hội. Báo cáo chính trị tại Đại hội Đảng bộ thành phố Hải Phòng lần thứ 16 khẳng định, trong nhiệm kỳ 2015-2020, các chỉ tiêu kinh tế đều tăng trưởng tốt, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn GDP của Hải Phòng liên tục đạt mức cao, bình quân 5 năm 2016-2020 tăng 14,02% một năm, gấp 2,1 lần tốc độ tăng trưởng cả nước. Mục tiêu đến năm 2025, Hải Phòng phấn đấu tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn đạt bình quân tối thiểu 14,5% một năm. Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn bình quân năm 2025 đạt 11.800 đô la Mỹ một người. Thay mặt Bộ Chính trị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hoan nghênh, nhiệt liệt biểu dương những thành quả toàn diện, quan trọng, nổi bật, đầy dấu ấn đã đạt được của Đảng bộ, quân và dân thành phố Hải Phòng trong nhiệm kỳ qua. Tuy nhiên, Thủ tướng lưu ý sự phát triển của Hải Phòng còn chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế của mình, đặc biệt phải tập trung vào nhiệm vụ xây dựng và chỉnh đốn đảng. Ngay sau đại hội, tôi đề nghị các đồng chí cần triển khai chương trình hành động, đổi mới mạnh mẽ hơn nữa phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của đảng bộ, xây dựng hệ thống chính trị các cấp, trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, gắn bó với nhân dân. Cán bộ phải làm việc giỏi nhưng phải chống tiêu cực, lợi ích nhóm tốt, phát huy vai trò lãnh đạo của các cấp ủy đảng, nâng cao năng lực quản lý điều hành của các cấp chính quyền các cấp, đổi mới nội dung phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, tập trung làm tốt công tác tư tưởng chính trị, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, quan tâm làm tốt công tác dân vận, phát huy quyền làm chủ và sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Cũng trong sáng nay, thay mặt Đảng và Nhà nước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã trao huân chương Hồ Chí Minh cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Hải Phòng.